Hàng trăm triệu việc làm bị ảnh hưởng bởi làn sóng AI. Theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, có tới 300 triệu việc làm trên toàn thế giới có thể được tự động hóa theo một cách nào đó nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo mới nhất đã tạo ra các nền tảng như ChatGPT. Trong một báo cáo hôm chủ nhật, Goldman Sachs dự báo 18% công việc trên toàn cầu có thể được vi tinh hóa. ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi cũng như viết bài luận, đã khiến nhiều doanh nghiệp phải suy nghĩ lại cách mọi người nên làm việc hàng ngày. Các nhà nghiên cứu cho biết AI có thể thay thế khoảng 25% đến 50% khối lượng công việc của những người lao động bị ảnh hưởng tại Mỹ. Họ cũng cho biết việc áp dụng rộng rãi AI giúp tăng năng suất lao động đáng kể và thúc đẩy GDP toàn cầu thêm 7% mỗi năm trong khoảng thời gian 10 năm. Sự kết hợp giữa tiết kiệm đáng kể chi phí lao động tạo việc làm mới và tăng năng suất, làm tăng khả năng bùng nổ năng suất lao động giống như những điều đã xảy ra sau sự xuất hiện của các công nghệ đa năng trước đó như động cơ điện và máy tính cá nhân. Hãy chủ động làm chủ các chatbot AI để tăng năng suất của bạn bằng cách đăng ký tham gia chương trình Kaizen ứng dụng chat AI, nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí, hiệu quả tức thì ngay hôm nay. Link đăng ký ở phần comment bên dưới. Cảm ơn vì đã xem. Chúc các bạn Kaizen thành công.